Quý xin chào đại gia đình mình nha. Thì giờ quay lại thăm những lập cá của mình đó cả nhà. Mà mình không có đeo theo cái đồ đựng, có tô lưới nha. Mới vừa tới điểm luôn. Giờ quay vào đây thăm những cái lập cá này à. Có bổ sung hai cái giớn đây luôn đó cả nhà. Với cái 12 cân ngục. Giờ mình sẽ tiến vào đây mình thăm thử coi có quả gì không nha. Điểm này là quay cũng mới vừa luôn. Thấy chiến dọc cá nó ụt quậy quá. Mình có đem bẫy qua đây để đặt. Coi anh ai vô thăm có hiệu quả gì không nha cả nhà. Đây. Ý, con cò. Trời ơi, con cò thấy mình nó giọt chứ. Chắc tính ăn cá hay gì vậy cả nhà. Nước gì. Ý, có cả nhà ơi. Được mấy em cá chào nè. Đó nha. Mấy em cá chào. Rồi, tôi chút tôi đổ vô luôn cả nhà. Hai con. Em lên đi. Em lên đây, mình sẽ biết cho nó dễ chứ. Mở cái nắp ra, giọt kia hết con. Sao mà thoát được. Đấy. Mấy em cái rùi, mấy em cái sạch. Cho vô túi liền. Cho vô túi liền. Cái đầu nha cả nhà. Được hai em cá chào, em cá rô. Rồi, Huy đặt lại cái em vào trong tiếp nha. Rồi, Huy đặt lại cả nhà. Tiếp tục vào trong thôi. Ồ, đúng chầm cả nhà ơi. Thằng là ba nấm tràm nè. Mùa đã không? Cái nấm này thì ăn nó nhẫn nhẫn mà nó trị bệnh hay lắm luôn nè. Quá cho nấm rồi. Tiếp vào đặt trong đây mình thăm những cái lợp. Lọt ra cái nhà. Lúc sau đây nó thấy nó hiu quá. Ý, được một con cả nhà. Thấy nó không quậy quọ hết mà được một con nè. Cà, có lý ta. Con này cũng to cả nhà. Cái bãi này nè nó lấy tay nhà hơi khó cái nhà thông cảm nha. Đây cái nhà thiết kế ra nó cũng hơi bị khó. Đấy, cho vào túi liền. Rồi nó quy đặt lại cái. Rồi quy đặt lại cái nha. Mình tiếp tục vào trong đây luôn. Cái này thì cứ đặt mấy cái ở đây nè. Đây, cái lọp lên. Ồ, muốn hở luôn. Này, nước nó giật các cả nhà. Ê, có dính rồi cả nhà. Cá chê gì. Được con cá chê vàng nè cả nhà ơi. Thấy không. Em cá chê vàng. Có lý. Đây đặt có ăn nè cả nhà. Mới giờ qua thấy vàng dính có lý à. Em cái chơi vàng này to.
Đây, con cá chê này phải bắt khéo khéo nha. Trời, nó đầm thế chứ cũng nhức nhối lắm ạ. Nó mạnh quá. Có gai á, mình bắt mình cũng kỳ kỹ một chút cả nhà, sợ nó đâm thôi chứ không có gì. Đây nè cả nhà, ồ con cá chê vàng đã hết biết không, nhìn màu da bông bông rồi. Cứ cá chê vàng và cái dính khỉa nha cả nhà. Mai á không đem theo được cái thùng đựng cũng hơi bất tiện, bỏ đại túi lưới luôn đấy. Đây đặt lại cái cả nhà, này nước nó cạn nó giục tới ngoài luôn. Chọc 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 chồng luôn. Bẫy hơi xa, chưa thấy bẫy nữa. Đây cái nha. Thấy gì luôn rồi, cái này là không thấy gì thiệt luôn cả nhà, không dính gì luôn rồi. Để mình rửa đây, dính ra ngoài. Đấy rồi, cái gì tới bảy tiếp quy quay cho cả nhà xem, chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà đang thăm lợp và thấy ổ ong nóng lạnh luôn cả nhà ơi. Ổ này nó to lắm nè cả nhà. Ổ này tại tháng mưa nên quy chưa có kịp lấy. Để cho vài bữa nữa nắng lên đi rồi mình sẽ lấy nha cả nhà. Chứ giờ thì nó còn đang mưa nên ổ này sợ mặt không được nhiều. Là ong nó hung lắm. Nhà thấy không? Ổ to ghê luôn. Rồi tiếp tục mình đi thăm bẫy luôn nha cả nhà. Thì bữa nào đi quy sẽ lấy ổ này chia sẻ cho cả nhà xem nha. Tiếp vào đây luôn. Ui nó cạn luôn. Thì có dính con nè cả nhà. Một con cá lóc. Đấy cả nhà, nước cạn mà vẫn có được con nè. Còn nước lớn á, nó vô cạn. Nó là mình thấy đặc hiệu quả ghê ta. Quá đã luôn cả nhà ơi. Rồi vào túi. Rồi khá cả nhà. Rồi để quy đặt lại cái nha. Có lý. Này nay nước cạn quá.
Lát mình chắc quy đem lợp này vô trong cũng được, kiếm được nước nào ngắn ngắn đặt chứ giờ hay đặt thua rồi. Đây cũng có một cái nên ây chà, không biết cái này sao đây. Hai con cả nhà ơi. Chà, hôm nay tính giờ im quá ta. Cái nào cũng có là thấy có lý rồi. Ấy. Quá ngon. Cái nào cũng có dính như vậy là thấy im. Cái đường nước này thấy yên lắm cả nhà. Nước này quá, nước này nước quá đẹp luôn này. Màu này à, nước quá đẹp. Này nước cái giật cá nó đi vậy. Chắc Quy cũng kiếm hết luôn coi. Đặt lại cái lợp này để vô trong này lắc coi coi có lối nào ngon. Mình đặt cái lợp này lại luôn. Như đây Quy có đặt cá 12 cái ngục chỗ này hay gì nè. Để nhờ đem thăm cái cả nhà. Phải điểm này cái 12 cái ngục đó. Chưa phải điểm này. Vào trong nữa. Mà hai cái ngục đây nè. Đúng rồi. Mà hai cái ngục Quy đặt kia đây nè. Đồng mà chưa có gì. Không có gì xảy ra luôn nha mọi người. Gì mà dở quá ta. Mình còn hai cái vớn nữa nha. Để qua hai cái vớn đi, quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Bữa có đặt cái vớn ở đây nè. Này nó cạn xuống rồi, giật xuống nước rồi. Hôm nay nó cạn quá ta. Cạn qua cái vớn nằm trên cao luôn rồi. Đây thì nó muốn hụt hết khúc đầu luôn rồi. Quá quá để ai cha cha dữ lắm rồi. Vớn này bây giờ phải đưa vào cái chỗ nước nhiều mới đặt được chứ vậy thôi rồi. À mà quên đó, bữa mình chắn ngang cái đường nước hàng chi. Nó còn im cả nhà. Kìa. Cái vớn nó có quậy cả nhà. Không biết cái gì đây. Cái gì đây? Trời ơi rắn nước cả nhà. Chỉ còn cái nước thôi. Một con rắn nước duy nhất. Ôi còn nước kìa. Này mớm dưới ta. Chắc này bị đưa ra ngoài bị đặt lại luôn quá chứ. Đây nước cạn quá. Đâu còn cá nữa đâu. Rồi bị đem ra ngoài cái bị đặt lại cái nha cả nhà. Rồi bị đặt lại cái vớn kìa. Ở đây còn cái vớn nè. Giờ mình đặt đây nè cái này.
cái này chủ yếu là kim đương rắn. Ôi ôi chưa có gì không cả nhà ơi. Chưa có cá. Từ đi, không có. Ôi, quá ngày mai mình hơn. Đầu hơn nửa ký cá một chút cả nhà. Ây chà chà. Đây tôi cho cả nhà xem quả ngày mai nha. Được mới cá lóc. Chi. Tái tê lòng người luôn cả nhà. Luồng bên kia tính đi qua kia thăm mà mưa gió quá, đường đầy quá, mình vô không được cả nhà. Nên chắc để chuyến sau đi qua thăm. Đây cả nhà. Thành quả ngày nay được như đây nè cả nhà. Đấy. Nhà xem. Con này to quá cả nhà. Con này to nè. Còn như tàn cá trầm trầm không cả nhà. Còn cái đồ. Đấy, còn cái chua vàng. Còn cái chua vàng còn như là cái lóc không. Rồi, cái nhà cá ngày hôm nay cũng ngon quá cả nhà. Rồi video Huy cũng kết thúc đây luôn cả nhà. Cả nhà xem thấy hay ủng hộ cho Huy một like, một share và quên đăng ký kênh của Huy nha. Hẹn cả nhà tập tiếp theo của kênh Huy Nghệ TV nha cả nhà. Xin chào.